Hi, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với kênh của Nguyễn Hải nha. Tiếp anh. Hôm nay mày chủ hầu mà. Đu nhất nè. Nay cho anh gì nè? Cho thôi. Cho anh gì vui vui chút nè. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Gì con? À, khá là lâu các bạn, không có đi thăm anh Tính các bạn. Thì hôm nay tụi mình sẽ hỏi thăm anh Tính nha các bạn. Thì cái mẹ mày. Mày sáng các bạn. Tại vì mẹ con quê chạy xe sao mà không lỡ tay bạn, nói lỡ chân không biết sao mà té sao mình hơi chặt tay đây nè. Lỡ chân. Rồi mình sáng mình gửi xe công Tấn nói con quê á, mày đòi cưới vợ chịu cứ rồi đó chứ. Sao? Ông Tấn nói tôi nè, nói tôi đòi cưới vợ mà tôi chịu cứ, tôi mướn bà kia 20 ngàn sao bà té xe. Tôi mướn bà kia 20 ngàn sao bà té xe. Có không? Ở đâu mà điên hả? Cái chuyện số thì không có. Nè chào mọi người nè. Hey, hello, xin chào mọi người nha. Ok các bạn, thì không để cho anh đã lâu, hôm nay mình sẽ chốt đơn nhà của anh Tấn. Đúng rồi, có tiện không? Và sau đây tiếp tục chương trình lên chương các bạn chờ đợi trong giây lát các bạn. Anh ơi. Lên chương. Anh ơi, em bị chốt ở đầu. Em chốt ở dài trà. Anh đi trà mới chưa? Em cứng rồi. Em cứng rồi. Em cứng rồi. Anh em cột kèo. Mình thua một kèo, mình gỡ một kèo. Tụi mày theo chân 13 ra ngoài kia kiếm ăn kiếm lời. Xong rồi đua chơi vậy thua chơi vậy rồi sao không nuôi đàn em. Xong rồi sao nó đua hết tiền đâu có phải một phần đâu mà. Em bị chưa? Chốt cái chậu. Em chốt ở đây trà. Em chạm chưa? Em đau. Như bà nội. Trời. Có tóc bạc rồi các bạn đi. Mình nghĩ vô đó mắt muốn nha, mình đi nhỏ tóc bạc hướng. Rồi mệt tụi mình ba hai à. À kìa em Google. Gió Nam. Kêu uống là mày uống. con mày là con hai bay á. Cái gì hai mày bập chát rồi vậy? Tao biết lên tới giờ đó mình đo đánh bát á, tụi này đánh chép. Đây. Tân. Đứng đây coi, sát vô hàng bay á. Khi các bạn live stream thì phải liên hệ cho Nghĩa, làm sao đây là cái chấn ba nè. Gì chấn ba ông nội? Chừng quay. Live stream có cái này nha các bạn. Live stream có này mới được nha các bạn. Này không có này. Thấy được tất cả các bạn luôn, hình mình vẽ. Và tới đây, chân ra chim 50k còn đánh giá, đây kia đây. Thôi, chậm chậm luôn. Đây kiếm tí vậy? Kiếm gì vậy? Kiếm nước. Cái gì? Nè. Báo phương lực nước sâu nguy hiểm. Đài phòng chết đuối. Thằng nữa không? Đấy. Kêu mấy con trâu mấy con bò lại á. Đấy dữ luôn. Đấy rồi, cái gì? Không có lùi được. Dạ, kêu mấy con trâu mấy con bò lại đó. Dạ, tôi béo ra phân mang bò cừ. Xin người hiểu cho ta. Ta đâu phải yêu ma. Do ta còn mưu sinh nên ta đành xuống tay cửa càng người buồn đau thương lắm người ơi. Ôi con nghe các bạn, con nuôi nha, thấy con ruột à, con ruột tao quýnh chết. Gái tôi nghe bạn. Con ai con ai muốn hợp tác làm đứa cái nón à, nhìn cái nón kìa. Ơi cưng quá, nón có xíu. Không? Bây giờ nè, bây giờ chú xử chú Tấn nha. Chú đợi con chút nè, chú xử Tấn xong rồi chú qua chú ẩm con nha. Ai đi đội đi, thằng này chim, giao nhiệm vụ đi, giao nhiệm vụ đi. Đã chụp hình like đi. Chặn luôn, chặn luôn. Mấy bạn ơi, thứ 6 là làm gì? Thứ 6 là lấy ra chim mình lên mua đồ mà hàng xa. Dạ, rồi các bạn nhớ ủng hộ cái lẽ à. Tấn công vô, tấn công vô. Chừng chung lại đi. Ủng hộ nha, mọi người ủng hộ nha. Tao đi nha. Ok. Đây là khỏi làm tất cả trước đi, phải tính tiếp chừng chung lại. Không có mất gì mất như thế này. Đợi sẵn. Đã tên. Mời cơ thể à. Chai là khoai lại to. Ở đây nè. Rồi chơi đi, rồi chơi. Chơi đi, khoan, nói đi. Dắt xe đi đâu mày? Dắt xe đi đâu mày? Lại hả? Có gì đâu mà sợ anh. Bình
2 hours later. Đi. Ê, pha mày lo chút đâu. Thứ 6 rồi, thứ 6 là làm gì? Thứ 6 là để nghe livestream. Thứ 6 là làm gì? Thứ 6 là livestream xe 50% giá gốc luôn các bạn. Và tiếp tục chương trình. Chưa. Anh mua số cho anh tiếp em ơi. Mua số tiếp em ơi. Mà xấu nè. Đứa đây chơi ngày ra đi ngoài chơi xíu. Đi đâu vậy? Đi chơi nè, đi không? Đây. Đi làm chơi. Trọng tài rồi, trọng tài đâu? Trọng tài luôn, trọng tài. Trọng tài đó rồi. Trọng tài đây biểu không? Mình sẽ live stream với bạn, live stream với bạn. Tới tới thao đỏ nãy nè, tới thao đỏ nãy nè. Đây. Tao cái đếm mà. Chơi rồi mua. Cho live stream thì mua đồ đi. Mày giúp làm mày làm từng chạy tới cái mua số. Rồi rồi rồi. Chúng mua số giùm nha. Rồi. Hai đếm nè. 1 2 3. Dạ nếu la kìa, chạy lên. Ông nội ơi, cái bánh này của người ta không có, cái bánh kia kìa. Bây giờ dẹp nào, dẹp nào. Đếm 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 đếm. 1 2 3. Chạy lên, chạy lên. Ừ. Nhanh lên, nhanh lên. Ê, bánh hư rồi, đụng đổi đi. Ai mua, ai mua chốt đâu chứ. Ai bán giùm tao về tự số ơi. Gì nữa là lên chim để chứ đừng bán giùm về tự đi. Anh đánh tao hư rồi xíu không? Tao bán cái này cái. Và sau đây tiếp tục chương trình live stream trên chỗ xe Hoàng Tuấn nghe bạn. Có 1 cân 2 đi bạn. Không có 1 cân 2 đi bạn. Đợi anh nói, đợi anh nói. Đây, đợi anh nói. Bạn bán luôn nha. Ai mua chụp hình lại đăng trên fanpage gửi cho mình các bạn. Mình chỉ chốt đơn cho bạn. Lai xin ra nha bạn. Chỉ có bên này rồi. Để em nói lạnh. Giá không nha. Bên này chỉ bao phê luôn. Giá nha. Đứng lên. Đứng lên luôn. Ê, ngồi qua đây chơi. Giá xin nhạc các bạn. Chỉ còn sale 50%. Còn 250 ngàn các bạn. Ai mua chứ không? Ai chỉ gãy quá tao 2 chai nha. Chỉ gãy quá tao 2 chai nha. Anh chơi nha. Đang làm gì mấy ông cô nội? Coi live stream. Bán đồ quá rẻ. Ai bán rẻ bán rẻ. Tụi là chợ. Mua 2 chai nè. Mua 2 chai hơi các bạn. 4.0 các bạn. Còn lại 4.0 các bạn làm gì? Để live stream các bạn. Chúng ta có đẹp các bạn mua không? Liên hệ rồi. Ai ai chết một bánh xe. Bỏ xe. Đặt cái bánh xe. Chết bỏ xe. Chết bỏ xe. Bỏ chó các bạn. Bạn chó nha. Quạt gió thì nó năng lượng mặt trời. Ai 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 chúng ta đọc tao lên. Ai ai chúng ta. Ai đây? Đúng đây, đúng đây chúng ta. Gì nào? Như vậy. Quạt gió năng lượng mặt trời bạn. Mấy bạn bấm nó chạy, bấm nó chạy các bạn. Có tiền chúng ta nha. Chúng ta nha. Ai ai có tiền ai có tiền. Tiền á, có tiền đi đâu, có tiền có tiền. Không thì năng lượng mặt trời mà. Trời trời có gì trời. Nguyễn Dung chúng ta nha nè. Bán gì dạy tạo với số coi. Ai mua bạn không? Chụp hình trên fanpage gửi cho mình nha bạn. Giá bao nhiêu? Giá 250, giảm giá còn 25 ngàn. Mua số coi này với số giảm giá luôn các bạn. Chưa, tao bán hết cái này. Giảm giá, máy bắn nha mấy bạn. Máy bắn nha. Tặng một ký nha. Mới tiền đặt cái gì kìa. Mua 3 vé tặng 1 vé luôn các bạn. Dạ coi. Máy bắn khoan lỗ các bạn. Các bạn khoan tới đâu là lỗ tới đó nha bạn. Khoan tới đâu là lỗ tới đó nha bạn. Kính mắt du lịch, kính mắt du lịch đây, nó phải đi Đà Lạt đi cho ai chúng ta người kia vô tao đi tao vô. Nè nè bán giùm anh về tại số ơi. Hẹn một cặp với bạn. Đi ai chúng ta rồi, ai chúng ta rồi, ai chúng ta rồi. À gì à tên gì? Tên à như A Quỳnh, A Quỳnh Hiển Nhi, Quỳnh Hiển Nhi. Rồi chào vô đây ngồi. Như Ngọc, Như Ngọc. Và bữa nay giảm giá còn 250 ngàn các bạn. Kì biến, kì biến, kì biến, kì biến vào, kì biến. Em biến, chặt cái nó phải các bạn. Cái miếng đặt cái phan không? Phan tới đâu? Phan tới đó nha. Tích 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 vậy đó. Cái gì? Cái gì? Anh bán giùm anh mà. Anh bán đồ mà ông nội. Đây sơ mi trắng ha các bạn. Mặc cái đâu là trắng tới đó vậy bạn. Sơ tới đâu mặc đâu là sơ tới đó vậy bạn. Sơ vú là sờ vú nè. Bao nhiêu giá bao nhiêu? Chưa chứ chưa. 35 ngàn. Ai mua chúng tôi? Các bạn. Cái quần đây này quần sọc màu xanh chất liệu vải tốt các bạn mặc mới 2 năm rất là trang lô đích đó các bạn. Giảm giá còn 25 ngàn. Quần này chúng ta có thể mặc đi ba nha các bạn. Đi quậy kim mà. Làm gì vậy? Làm gì? Chút đơn mà có nó xẻo có sai vậy. Gọi nè, chút đơn nè. Chút đơn cho Hoàng Phi á, Hoàng Phi á cho mi trắng. Mệt quá à. Được chưa? Quá mệt đó nè. Bao nhiêu được chưa?
vỏ xe hiệu Jackson Boy á bạn. Jackson Boy một cặp bao nhiêu? Một cặp 500 ngàn giảm giá còn 250 ngàn. Chỉ có lại hoàng cứng thôi. Thôi. Vậy. Đây người ta đặt ra nè. Đây đặt. Ai đặt? Ai đặt? Tên gì? Tên gì? Chicago Mod nè. Trời ơi. Dạ. 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 Chúng ta Kinh vô à, nhớ Dubai nữa. Chỉ tại Hoàng Tấn thôi mà, còn có khác là không có. Chỉ có Hoàng Tuấn thôi, chứ không có đâu. Vô đi. Và giá là 150 ngàn. Hiện tại mình có đơn hàng giảm giá còn 45 ngàn các bạn ơi. Chỉ một đêm duy nhất, tại Hoàng Tuấn Sơn Giang, Hoàng Tuấn Sơn bạn ơi. Xe hiệu con cọp nha bạn, xe hiệu con cọp chỉ có tại Hoàng Tuấn mua trên đậm cày dữ lắm, bự lắm. Mọi người
mọi người chạy đi đâu vậy? Mình đâu nguy hiểm lắm. Đồ gì ơi, chạy phía bên đó là bị giết chết tại chỗ đó. Chạy hướng này mới được giết trước biết sao. Chạy về đâu khi giặc nó tới, muôn phiền có tìm em bao lâu. Anh Tấn, hải suối á, dược. Hải suối. Hải quá. À, hải suối. Anh em con. Nè, à, một đứa nè. Đây là đẳng là chung hết. Dạ. Dạ, coi video con video kìa. Ra chim mà. Dạ. 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 Tao sẽ cho mày gặp đồng bọn mày. Mấy chó này nha, nhớ nha. Má cho mày nha. Bắt tập chiếu luôn. Kệ con lấy chém nó kìa. Quá thứ sáu tại quần đúng thôi mà. Trời nó còn nó nè. Gặp cho anh bay. Gửi số điện thoại cho mình. Ai mua chốt đơn cho cái gia đường cái chị ơi vô đây luôn đi chào nó đi chim mà lai gì mà lai vô cây kẹo các bạn cây kẹo liếu một phở một ngọt nha lai chim mày xuống đây luôn tiếp tục bỏ chương trình lai chim hôm nay cái gì vậy đây mấy bạn ơi mình lai để lai chim kìa tới đây Ơi. Đã chim á ăn không có cắt bằng hết trơn, ăn mình lời ăn ngàn thôi. Dạ, bạn cho mấy bạn ơi, chốt đơn nghe các bạn. Để tôi chốt đơn nè. Anh quánh mở nhẹ quá. Ủa, nó tội gì vậy? Má, không có lời bao nhiêu chứ mà. Mà cái quýnh quá thì quýnh. Quýnh phần nữa tao là sống, sống cho nhờ trên live stream thôi. Đi hoài vậy. Ê, không không. Má à nè, cái con này bán nhiều. Hai chữ gửi. Lấy máy cho tao. Lấy máy cho tao. Lấy máy cho tao. Lấy máy cho tao. Hai chữ gửi quăng đó. Quăng đó. Hai chữ gửi. Sao quý không? Mấy bạn nào muốn cho quăng đó mình tặng cho anh với bạn không? Mẹ dập chim đâu nè. Cúng anh đi. Cúng anh đi. Rồi em cúng trai. Nghe nghe nói mình thích cởi sống à? Cái thôi mấy bạn đúng rồi. Đây chim bạn rồi. Trời ơi bà. Tắt mưa. Mưa sớm. Tôi live stream tôi ăn có ăn lời các bạn rồi đâu mà nghỉ đi bán đồ giùm cho chợ quốc tế thôi hết rồi mình trả giá đi rồi đang nghỉ đi bán giùm cho thôi mở lớp hiệu China các bạn mấy bạn nào mua liên hệ mình trọng nghĩa các bạn đi nhậu mấy bạn nào mua chụp hình cho bên bay gửi cho mình đi bạn mấy bạn đâu mua các bạn nào muốn mua một sự cho tới đây các còn mấy bạn muốn mua cái thau huyền thoại này mấy bạn cứ comment cho chụp lên fanpage nha mấy bạn nghe mấy bạn nghe mấy bạn nha tôi sẽ tới giờ tới nơi luôn mấy bạn đi uống bia nha mấy bạn uống bia nha xếp xếp toàn quắc luôn mà ai muốn mua cái gì á thì tối nay á nhắn tin vô á mấy bạn tôi béo mấy bạn bảo là mua chút đơn chụp ảnh mà lên bạn gỡ lên bay lên bay để cái mình nó lôi mình không bay 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 xuống mình nữa bạn bắt đầu muốn mà trong tử cái gì cứ làm cho mình nào cái đắp cái là con tử là bây giờ tao bây giờ là trả cái đó là vậy dạ 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 rồi bán như đủ rồi bán lợi có nhiều dạ. Mua thuốc uống vô đây vô đây vô đây không dài được mình giúp anh em mình vậy được rồi quá đắt sao giờ dạ, cho đồ tiếp không thôi giờ nghỉ đây về được rồi không cho bán đồ tiếp rồi thôi thôi nãy giờ mới cho yên đó mình chưa bán nhâm xin dĩa nhâm xin dĩa gắt xin bôi anh em cột chèo anh em cột chèo anh em cột chèo mình thua một kèo mình gỡ một kèo tụi mày theo chân 13 ra ngoài kia kiếm ăn kiếm lời xong rồi đua chơi vậy thua chơi vậy rồi sao thân nuôi đàn em xong rồi sao nó đua hết tiền đâu có phải cột thịt đâu mà tình tụi mày theo chân 13 mình là chim chứ bổ gà bây giờ mình sẽ kết thúc bây giờ đây bằng để mình là chim xong nữa mình sẽ kết thúc đời các bạn nha các bạn nhớ lên hệ inbox này đây là số điện thoại của tướng mình quay bye bạn.